Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trở thành khu kinh tế động lực của tỉnh và có tầm cỡ quốc tế, tỉnh Lào Cai đã dành nhiều nguồn lực đầu tư. Hiện nay, hạ tầng giao thông và bến bãi tại các cửa khẩu trong khu kinh tế cửa khẩu đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đã được đầu tư mở rộng thêm 8,7 ha dành cho tập kết phương tiện xuất khẩu, đáp ứng cho việc đậu đỗ của 500 xe xuất khẩu mỗi ngày. Đối với xe nhập khẩu, hiện tại trong khu vực có 5 bãi tập kết, sang tải hàng hóa có diện tích khoảng 20 ha, có khả năng tiếp nhận trên 600 phương tiện mỗi ngày. Tại cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Lào Cai, trung bình hiện nay chạy 2 đến 3 đôi tàu một ngày. Nếu hàng hóa tăng thì số lượng đôi tàu hoạt động có thể cao hơn. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của quốc gia, là hạt nhân để Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc theo quy hoạch của chính phủ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2024 đạt 4,65%. Đây là mục tiêu được ngành nông nghiệp đề ra trong năm nay. Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2023, lĩnh vực nông nghiệp của Lào Cai tiếp tục gặt hái những kết quả khả quan. Giá trị sản xuất đạt trên 9.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3,18%. Để đạt được mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất đạt 9.520 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 4,65% trong năm 2024 này, ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tăng cường liên kết để tạo vùng sản xuất hàng hóa, phục vụ chế biến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị canh tác. Cùng với đó là phát triển các chuỗi sản phẩm chủ lực, đảm bảo số lượng, chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Năm 2023, thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn của Bảo Yên đạt 43,32 triệu đồng, tăng 3,13 triệu đồng so với năm 2022. Những giải pháp phù hợp để xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa đảm bảo tính bền vững, góp phần mang lại kết quả tích cực này. Đến nay, huyện Bảo Yên đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng trồng quế hơn 25.000 ha, trong đó có 500 ha đạt chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn châu Âu, vùng trồng chè 589 ha, trong đó có 200 ha đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, vùng trồng chuối với 265 ha với 30 ha chuối ngự đạt chứng nhận Việt Gáp, hơn 260 ha cây ăn quả. Trên địa bàn huyện, hiện có 10 doanh nghiệp liên kết sản xuất, chế biến các sản phẩm cây trồng chủ lực, nhất là các doanh nghiệp sản xuất chế biến quế, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Từ kết quả đầu tư mở rộng, tăng quy mô sản xuất kinh doanh mà đời sống người dân được nâng cao, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất canh tác đạt 90 triệu đồng năm 2023. Xuân Giáp Thìn đang về khắp các bản làng của vùng cao Lào Cai. Ai ai cũng ngập tràn niềm tin, hy vọng, từ đó có thêm động lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no. Mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm thôn Ú Sỉ Sung, xã Tà Phời, thành phố Lào Cai, nơi sinh sống của phần đa đồng bào dao đỏ, tìm hiểu về những đổi thay nơi đây. Đây là mô hình nuôi cá nước lạnh của hộ gia đình ông Chào Ông Lài. Tận dụng lợi thế từ điều kiện tự nhiên, quyết tâm thay đổi cách phát triển kinh tế. Đầu năm 2023 vừa qua, ông Lài và con trai là anh Chào Ông Lủ đầu tư nuôi thử nghiệm 3 lứa cá tầm, tổng số 700 con và đã cho kết quả khả quan. Năm nay thấy cũng gần ổn. Lứa đầu tiên là 12 tháng ấy, thì con to thì nó được hơn 2 cân, con bé thì hơn 1 cân, nó cũng không điều mấy. Và lứa thứ hai thì nó cũng gần ngang ngang nhau. Nó 10 tháng thì con to nó cũng hơn 2 cân mà con bé thì cũng hơn 1 cân, nó cũng gần giống nhau luôn. Nhận thấy con suối chảy qua bản Ú Sỉ Sung mang đến cơ hội cho nuôi cá nước lạnh, nên ông Chào Ông Lài đang quyết tâm thực hiện thành công mô hình này để làm giàu cho gia đình cũng như chia sẻ cho bà con trong thôn có thể học tập. Anh thì mới làm thử nghiệm thôi. Xem năm nay nếu được thì sang năm làm nhiều hơn tí. Thì nuôi cho nó thành công hơn. Là thôn vùng cao của thành phố với rất nhiều khó khăn đặc thù, nhất là giao thông cách trở, khí hậu khắc nghiệt, thiếu đất trồng lúa. Vậy nhưng xuân mới này, khi đường giao thông được mở rộng, nâng cấp thuận tiện, nhiều cây trồng vật nuôi mới được đưa vào sản xuất, đang mở ra cơ hội thoát nghèo cho đồng bào Sao ở Ú Sỉ Sung. Có cái đường đi lại tốt rồi, thì một số hộ cũng đã mạnh dạn để đưa kinh tế đi vào cái cuộc sống. Với cái hộ Chào Ông Lài đây là cũng đi đầu, hàng đầu
để nuôi cái cá nước lạnh này. Bản giao Ú Sì Sung với 72 hộ gia đình, hiện vẫn còn 7 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo. Bước sang xuân mới Giáp Thìn, ngoài cá nước lạnh, một số cây trồng mới đang đưa vào canh tác như sâm bố chính, trồng đào cảnh sẽ tạo thêm cơ hội thoát nghèo vươn lên làm giàu cho nhiều hộ đồng bào giao nơi đây. Phần đầu hết năm 2024, tỷ lệ đô thị hóa đạt 34%, tăng 2% so với năm 2023. Nhiều giải pháp đang được tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai. Tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực phát triển mạnh hạ tầng giao thông, hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển đô thị, khu chức năng trên địa bàn. Trong đó, toàn bộ dọc hai bên sông Hồng qua địa phận tỉnh đã được phủ kín quy hoạch chung, làm cơ sở để phát triển trục kinh tế động lực dọc sông Hồng với chuỗi đô thị liên kết gồm Bát Sát mở rộng, thành phố Lào Cai, Tăng Lỏng, Bảo Thắng. Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị du lịch Y Tý cũng đã được phê duyệt. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phê duyệt quy hoạch chung đô thị Bảo Nhai, đô thị Võ Lao, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lào Cai và các đô thị hiện hữu trên địa bàn. Định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 đô thị, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 36%. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, Sapa dự kiến đón trên 100.000 lượt khách du lịch. Tuy nhiên, tới thời điểm này, lượng khách đến với Sapa đã vượt mục tiêu đề ra. Thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sapa, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tổng lượt khách đến Sapa ước đạt 112.315 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 4.624 lượt, tổng doanh thu ước đạt gần 388 tỷ đồng. Những ngày đầu xuân mới, thời tiết Sapa thuận lợi cho du khách tham quan trải nghiệm tại các điểm đến như khu du lịch cáp treo Phan Xipang, khu du lịch núi Hàm Rồng, Thác Bạc, Thác Tình Yêu, thăm bản Cát Cát, Lao Chải, Tả Van, hòa vào không khí đón Tết tưng bừng vui tươi của đồng bào các dân tộc địa phương. Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao mang đậm bản sắc dân tộc bản địa như hội xuân mở cổng trời, lễ hội Pút Tồng, lễ hội Ráng Pọc, hội xòe cũng đã và đang được tổ chức, tạo thành chuỗi sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước đến Sapa. Với mục tiêu biến di sản thành tài sản, thời gian qua, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên đã tích cực phục dựng, bảo tồn nghi lễ truyền thống, trò chơi dân gian cho các dịp lễ, Tết, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân, đồng thời tạo điểm nhấn, góp phần phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Xuân sang, nông cụ được nghỉ ngơi thì cũng là lúc người tài Nghĩa Đô bắt tay vào làm vật dụng để sử dụng trong các trò chơi dân gian. Đánh yến là trò chơi được đồng bào nơi đây yêu thích hơn cả. Để tết được một quả yến đẹp, đạt chuẩn, phải thực hiện qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay. Để có một con yến đẹp thì chúng tôi lấy lá dứa rừng về tết. Tết làm thành đế để có độ nảy, chơi hai người. Mà chơi nhiều người cũng được, 4-5 người thành một vòng tròn cũng được. Vì vui xuân thì chúng tôi thường là tổ chức các chị em để chơi yến. Đi cà kheo cũng là trò chơi dân gian được người tài Nghĩa Đô gìn giữ qua nhiều thế hệ và nhận được sự tham gia tích cực của lớp trẻ. Vào mỗi dịp lễ, Tết, cuộc thi đi cà kheo lại được tổ chức, tạo không khí vui tươi, nhộn nhịp. Các trò chơi này đã được ông cha truyền dạy lại và đến thế hệ ngày nay vẫn được lưu giữ, và cũng khá là nhiều thanh niên đã biết cách để tạo ra những chiếc cà kheo, những chiếc yến cực kỳ đẹp mắt để sử dụng trong các ngày lễ hội, ngày lễ Tết. Cùng với trò chơi truyền thống, xã Nghĩa Đô cũng đang phối hợp với các nghệ nhân dân gian, chuyên gia tư vấn để sưu tầm, ghi chép, phục dựng một số di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Tày như nghi lễ then Tày, nghi lễ mừng thọ. Muốn phát huy được thì chúng tôi đã đưa những các cái trò chơi vào đấy, các cái ngày lễ hội, rồi là rằm, rồi là những ngày Tết và các cái sự kiện lớn của địa phương, cũng thấy rằng là từ các cái nghệ nhân cũng như là thế hệ trẻ rất là náo nức và ủng hộ và luôn đồng hành cùng xây dựng và phát huy, luôn gìn giữ những cái nét đẹp của đồng bào dân tộc nơi đây. Phục dựng, bảo tồn và tổ chức các môn thể thao dân tộc,
trò chơi dân gian truyền thống trong các dịp lễ Tết không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân mỗi độ Tết đến, xuân về, mà còn tạo sự gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thu hút du khách, phát triển du lịch theo hướng bền vững. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho biết, giá cả thị trường Tết tại các địa phương trong nước những ngày trước trong Tết có tăng giảm đan xen nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá. Tại Hà Nội, trong các ngày đầu năm, hoạt động mua sắm dần trở lại bình thường vào các ngày mùng 3, mùng 4, khi hầu hết các hệ thống siêu thị trở lại hoạt động bình thường. Tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh, tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu bán hàng trở lại, sức mua tập trung chủ yếu là rau, củ quả, thực phẩm tươi sống về với mức giá ngày thường. Theo Cục Quản lý Giá, nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm trong nước vẫn dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của người dân nên giá cả không có nhiều biến động. Dù chỉ chiếm 12% diện tích nhưng đồng bằng sông Cửu Long đang cung cấp khoảng 40% tổng sản lượng lương thực cả nước và toàn bộ lượng gạo xuất khẩu. Ở bất cứ thời điểm nào, nông dân cũng có lúa thu hoạch. Khu vực này có đến 1,5 triệu hectare đất canh tác lúa ở cả 3 vụ đã tạo ra lượng gạo khổng lồ. Lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đóng góp từ 20 đến 25% thị trường gạo quốc tế nhờ ưu thế sản xuất theo đơn đặt hàng gắn với tiêu chuẩn chất lượng. Việt Nam đã có giống gạo ngon nhất thế giới và hàng chục giống có tính dược liệu cao. Trong năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam đã chạm mốc kỷ lục khi xuất khẩu tới 8 triệu tấn, mang về 4,8 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 300 doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực dệt may. Do giá đơn hàng xuất khẩu giảm từ 20 đến 30%, nên dù đơn hàng tăng trong quý 4 năm 2023, nhưng lợi nhuận lại giảm so với cùng kỳ. Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp dệt may tại địa phương nhanh chóng xoay chuyển tình thế bằng cách cơ cấu lại sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới ngay trong các thị trường truyền thống, cũng như tăng cường xúc tiến thương mại ở những thị trường mới, linh hoạt nắm bắt thông tin thị trường để thích ứng. Với cách làm này, các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực dệt may của Thanh Hóa kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đơn hàng mới, tạo thêm việc làm cho lao động và doanh nghiệp phát triển. Thế bế tắc trên chính trường Pakistan sau tổng tuyển cử vừa qua vẫn chưa có lời giải, khi các chính đảng ở nước này vẫn chưa đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ mới. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawaz cho biết đảng này đã thảo luận với các chính đảng khác về việc thành lập chính phủ mới. Cùng ngày, Chủ tịch Đảng Nhân dân Pakistan cho biết sẽ ủng hộ đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawaz và thảo luận với các đảng phái khác về việc thành lập chính phủ mới nhằm mang lại ổn định cho đất nước Pakistan. Tuy nhiên, Chủ tịch PPP khẳng định đảng này sẽ không tham gia nội các mới. Cũng trong ngày 13 tháng 2, nhiều ứng cử viên thất cử đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án với cáo buộc kết quả bầu cử đã bị gian lận. Trong kỳ nghỉ lễ hội Nguyên đán 2024, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 2 năm nay, nhiều địa danh thắng cảnh du lịch trên khắp Trung Quốc đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng chú ý. Vườn Chuyết Chính Viên, một di sản thế giới được UNESCO công nhận ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, đã đón khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ. Còn tại tỉnh Giang Tây, các khu danh thắng cũng đã đón tiếp gần 1 triệu khách tham quan những ngày qua, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt tại thành phố lịch sử Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc, đã chứng kiến lượng khách đặt phòng để đi du lịch tại tỉnh này tăng 317% so với cùng kỳ năm trước. Còn tại thủ đô Bắc Kinh, chỉ riêng trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán năm nay, đã có tổng cộng gần 550.000 lượt khách du lịch đến vui chơi tại 11 công viên của thành phố. Theo bảng xếp hạng thường niên năm 2024 mới công bố của công ty tư vấn toàn cầu về quản lý và định giá thương hiệu của Anh, các công ty của Mỹ thống trị top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới, đứng đầu là Apple. Giá trị thương hiệu của Apple tăng đến 74% năm qua, từ mức 219 tỷ đô la Mỹ hồi đầu năm 2023. Mức tăng xấp xỉ bằng tổng giá trị các thương hiệu Starbucks, Mercedes-Benz, Tesla và Porsche cộng lại. Hiện công ty đã đạt giá trị thương hiệu 516,6 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là Microsoft. Giá trị thương hiệu của Microsoft tăng đến 78% năm qua, giúp họ tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng, đạt mức định giá 340,4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đầu tư của Microsoft vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trên các nền tảng đã giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của tập đoàn và định vị Microsoft là nhà đổi mới công nghệ hàng đầu.
Trong sự lãng mạn của ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, một bảo tàng tại Croatia đã quyết định đi ngược lại khi tổ chức một buổi triển lãm không phải để ca ngợi tình yêu đẹp, mà thay vào đó là để tôn vinh những mối tình dang dở. Triển lãm mang tên Bảo tàng những mối quan hệ tan vỡ diễn ra tại thủ đô Zagreb của Croatia. Sự kiện trưng bày những hiện vật được đóng góp bởi nhiều cá nhân trên khắp thế giới về nguyên nhân chia tay của họ hoặc đơn giản chỉ là những ký ức về thời gian còn mặn nồng bên nhau. Ông Doradan Grobisic, người đồng sáng lập bảo tàng cho biết, dù bảo tàng thường trưng bày những hiện vật về các mối quan hệ đã kết thúc, nhưng đây vẫn là một bảo tàng về tình yêu. Theo đó, bảo tàng chỉ mang lại một góc nhìn khác về tình yêu, một góc nhìn vô cùng thực tế khi tất cả mọi mối tình rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.